Khi ta nấu ăn, ta nấu ăn cho gia đình mình, hoặc là ta nấu ăn cho bạn bè, hoặc ta nấu ăn ở trong chùa, hoặc là ta nấu ăn cho cơ quan, hoặc là ta nấu ăn cho một bữa tiệc, thì cố gắng nấu cho ngon. Cố gắng thêm một chút nấu cho ngon. Đừng nấu cho xong mà nấu cho ngon. Đến chi vậy? Đến chi vậy? Đơn giản thôi. Chỉ mỗi lần, mỗi khi nấu ăn, cố gắng nấu cho ngon hơn thôi. Vậy mà kiếp sau tái sinh được giàu sang. Lạ như vậy, điều rất nhỏ. Thì nhiệm vụ mình cũng phải nấu. Đây là điều bắt buộc ta phải nấu. Nhiệm vụ mình trách nhiệm nấu. Nhưng mà ta thêm một cái tâm, ráng nấu cho ngon hơn một chút. Vậy mà kiếp sau được giàu sang. Lạ như vậy.